Xin chào chị em, mình xin giới thiệu với chị em chiếc lắc tay được mạ bằng trắng, được đính 4 viên kim cương tự nhiên. Chiếc lắc tay này thì có đường kính bề rộng đây là 4,5 mm, nhưng mà lại gắn thêm một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này có cái chiều rộng là 13 mm của Seiko, tên là Five Seiko. Đây là chiếc đồng hồ cơ có tay, được sản xuất tại một trong thương hiệu con của Seiko là King Seiko, 23 chân kính. Đấy, được sản xuất khoảng năm 1973 đến 75 gì đó. Thiết kế rất là tinh tế. Tổng thể thì chiếc đồng hồ này còn khá đẹp. Đấy, ở đây. Đây nhớ, đây có 4 viên kim cương ở đây, 1 2 3 4. Đấy. Đồng hồ thì có chữ 24 giờ, lệch khoảng dưới 1 phút một ngày. Đây, lên cót đây. Cót lên cót như này, đây. Đấy. Đấy. Mỗi ngày vào buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy thì làm cái thao tác đó là gì? Lên cót đồng hồ, mất khoảng độ tầm 5-10 giây là xong. Thế là đồng hồ là chạy thôi. Đây, toàn thân cái toàn thể cái lắc bằng trắng của mạ bằng trắng của bạn đây. Đấy.